Lòng thương xót phục sinh. Thiện nguyện tín thác lòng Chúa thương xót, công tác bác ái đại lễ lòng Chúa thương xót. Chủ nhật 24 tháng 4 2022. Thăm các cha hưu, các sơ hưu thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn và Phan Thiết. Thăm và tặng quà cho bà con ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Giáo phận Phan Thiết. Theo như cuốn nhật ký của chị Faustina, muốn được Thiên Chúa rủ lòng thương xót và lãnh lấy ân sủng của Người, chúng ta cần thực hiện 3 việc sau đây. Thỉnh cầu lòng Chúa thương xót, thực hành lòng thương xót, tín thác vào lòng Chúa thương xót và loan truyền lòng Chúa thương xót. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong hiện thánh cho thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng Chúa thương xót, và đặt ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh hàng năm là Chủ nhật lòng Chúa thương xót, kính đại lễ lòng Chúa thương xót. 20 năm trôi qua, vẫn còn nhiều nhà thờ chưa cử hành đại lễ lòng Chúa thương xót. Vẫn còn nhiều nơi, nhiều người chưa biết đến lòng Chúa thương xót, chưa biết đến chuỗi lòng Chúa thương xót, ảnh lòng Chúa thương xót. Suốt hành trình 20 năm qua, nhiều người vẫn âm thầm thực hiện lệnh truyền của Chúa là hãy ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người bằng tất cả khả năng của mình. Phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp. Nhóm thiện nguyện tín thác lòng Chúa thương xót hơn 10 năm qua vẫn âm thầm làm công việc ấy, làm công việc để cho lòng thương xót phục sinh. Vì nhiều nơi nhiều người chưa biết đến lòng Chúa thương xót, cho nên thế giới và con người vẫn còn đầy rẫy những thương đau, hận thù, ghen ghét, chiến tranh, bạo lực. Phải để cho lòng thương xót phục sinh, phải phục sinh lòng thương xót. Và năm nay 2022 đã thấy mùa xuân của lòng Chúa thương xót chấm nở. Lòng thương xót đã phục sinh, lòng thương xót đang phục sinh và sẽ phục sinh. Nhiều nhà thờ đã cử hành lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Nhiều giáo xứ, nhiều cộng đoàn, nhiều gia đình đã cùng lần chuỗi lòng Chúa thương xót trước linh ảnh lòng Chúa thương xót. Và nhiều nhóm đã ra đi thực hành lòng Chúa thương xót. Lòng thương xót đã phục sinh. Hallelujah! Nhóm thiện nguyện tín thác năm nay mừng lễ phục sinh và đại lễ lòng Chúa thương xót không bằng những lễ lạc, linh đình, kèn trống, cờ quạt, rước sách, không bằng những bữa tiệc mừng, liên hoan, văn nghệ, trình diễn, vui vẻ, ca hát, nhảy múa, hay những lễ nghi rầm rộ. Thiện nguyện tín thác năm nay lựa chọn mừng đại lễ phục sinh và đại lễ lòng Chúa thương xót bằng cách thực hiện lệnh truyền của Chúa là ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót bằng việc thực hành lòng Chúa thương xót.
bằng việc thực hành lòng thương xót đối với tha nhân. Hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa bằng việc bác ái. Để mừng đại lễ lòng Chúa thương xót năm nay, bắt đầu từ ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật 21, 22, 23 và 24 tháng 4, 2022. Sáng thứ năm và thứ sáu, ngày 21 và 22 tháng 4 năm 2022, nhóm thiện nguyện Tín Thác đã đi thăm các cha hiếu dưỡng. Dịp đại lễ lòng Chúa thương xót như một lời tri ân, mang tâm tình của một người con đến với người cha kính yêu, thể hiện qua những món quà nhỏ đơn sơ nhưng chứa đựng tình yêu thương và lòng biết ơn. Nhóm thiện nguyện Tín Thác ghé thăm nhà hưu dưỡng Chí Hòa, nhà hưu dưỡng Bùi Chu, các sơ dòng Đồng Công, nhà hưu dưỡng Bắc Ninh, nhà hưu dưỡng Phát Diệm thuộc giáo phận Sài Gòn. Nhà hưu dưỡng Linh Mục Chí Hòa được thành lập năm 1910, là nơi các linh mục giáo phận Tây Đằng Trong ngày xưa và giáo phận Sài Gòn sau này khi nghỉ hưu không nơi nương tựa về sống những ngày cuối đời. Năm 1992, với mong muốn các linh mục trong giáo phận khi về hưu có một nơi cố định an dưỡng, Đức Cố Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Sài Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình đã cho xây dựng và tổ chức lại nhà hưu Chí Hòa cũ thành nhà hưu giáo phận. Cảm nhận đầu tiên khi bước vào khu nhà hưu dưỡng là cảm giác bình yên. Có lẽ vì cuộc sống của các ngài trầm lắng, đượm hương thánh thiện, nên cái cảm giác bình yên đó như bằng bạc trong không gian. Các sơ dòng Phaolô đã tình nguyện phục vụ các vị mục tử đáng kính ở đây. Có những sơ làm việc từ khi còn trẻ, nay tóc đã nhuộm màu sương khói, lưng đã còng xuống vì những trách nhiệm và công việc phải cáng đáng. Chăm sóc quý cha chu đáo, từ miếng ăn, thức uống. Cả những sơ đau yếu cũng được các cha đau yếu cũng được các sơ tận tình chăm sóc. Sinh hoạt hàng ngày của các cha tùy thuộc vào sức khỏe. Cuộc sống ở nhà hưu là cuộc sống của sự chiêm niệm, lần chuỗi, đọc kinh, cầu nguyện, viết lách, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Các cha hy sinh lúc khỏe mạnh, bôn ba ngược xuôi lo cho giáo xứ, cho đoàn chiên Chúa giao phó, lo xây dựng nhà thờ, nhà xứ, trường học, phòng giáo lý, lo từ vật chất đến tinh thần, nhất là lo làm sao chu toàn công việc mục vụ, cống hiến cả tuổi thanh xuân, sức khỏe cho công việc phục vụ. Giờ đến tuổi về hưu, có cha kiệt sức vì tai biến phải nằm một chỗ, có cha vẫn miệt mài viết sách, mong truyền đạt lại cho con cháu những tâm tình, kinh nghiệm của đời mục tử. Sự hy sinh không ngừng, dù sức tàn lực kiệt, mong làm tròn sứ mạng cao cả của mình. Ít nhất và cũng giá trị nhất lại là
những hy sinh âm thầm lặng lẽ, có khi trên giường bệnh, có khi trong sự cô đơn, có khi trong sự bị quên lãng. Những hy sinh lặng lẽ âm thầm, mòn mỏi trên giường bệnh vì tuổi già sức yếu, lại có cảm giác mình bị bỏ rơi, mình trở thành bất dụng, vô dụng, trở thành sống thừa. Cái cảm giác đó làm các mục tử cảm thấy rất là bức rứt và khó chịu. Nhưng chính cái cảm giác bức xúc, bức rứt và khó chịu ấy như là những lời kinh đẹp nhất cầu nguyện cho con chiên bổn đạo của mình. Có đứa còn nhớ, mà có mấy đứa còn nhớ. Cầu cho những con chiên được mãi ngoan ngủ. Cầu cho những con chiên hoang đàng. Cầu cho những con chiên lầm đường lạc lối. Người mục tử ấy vẫn gắn bó với đàn chiên của mình trong cầu nguyện, trong đau khổ, bệnh tật, cô đơn nơi nhà hưu. Từ nhà hưu Chí Hòa, chúng tôi ghé thăm bà cố cha Linh Hướng, nhóm thiện nguyện tín thác lòng Chúa thương xót. Bà tuy tuổi cao, đau chân không đi được, chỉ lết đi bằng đôi tay của mình, nhưng đầu óc còn minh mẫn, tính tình vẫn vui vẻ, vẫn vỗ tay, vẫn ca hát, vẫn cười giòn giã. Và những câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện kỷ niệm của một thời, bà vẫn nhớ và vẫn kể lại cho đám trẻ nghe, quây quần ca hát. Có gì bà đưa ra cho nhóm ăn, ăn cho vui, ăn cho khỏe, ăn rồi mà đi phục vụ, cứ chịu khó đọc kinh lòng thương xót, Chúa sẽ ban ơn cho. Ai đến thăm, bà cũng mời ăn, mời uống, và cuối cùng là mời lần chuỗi lòng thương xót. Đến thăm quý cha nhà hưu Phát Diệm, Bắc Ninh, mỗi căn phòng của các ngài ngập tràn sách vở. Khi đã về già, đến tuổi nghỉ hưu, các ngài trở về nhà hưu dưỡng, nhưng vẫn còn thao thức, vẫn tiếp tục sứ vụ bằng cầu nguyện, làm các việc theo khả năng sức khỏe cho phép. Việc tiếp tục hoạt động trí óc thông qua những sở thích để giúp các ngài vui vẻ, sống minh mẫn, sáng suốt, khỏe hơn, đầu óc không bị mòn, không bị cùn đi theo năm tháng. Nhận món quà từ tay chúng tôi, các ngài nở nụ cười. Nhìn những nụ cười vui trên khuôn mặt các ngài, chúng tôi hiểu được tình yêu các ngài dành cho Chúa thông qua mỗi con chiên trong đời mục tử của mình cao cả biết bao. Trải qua bao vất vả khó khăn, cuối đời vẫn chỉ một mình một bóng. Nhưng không phải thế. Bên các ngài luôn có Chúa đồng hành và gìn giữ. Cùng với tình yêu của bao con chiên đã được các ngài chăm sóc yêu thương và hằng cầu nguyện mỗi ngày. Thăm các cha nhà hưu dưỡng khiến chúng tôi nhận ra không phải là những thành công rực rỡ của những ánh hào quang bên ngoài có thể đem niềm vui, mà chỉ trong tình yêu Chúa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa,
hạnh phúc của con người mới trọn vẹn, đầy đủ và bình an. Những niềm vui, những tràng pháo tay, những lời tung hô, tiệc tùng, rước sách, cờ quạt, trống phách linh đình, tất cả rồi cũng qua đi. Những niềm vui ấy như bong bóng xà phòng tan biến chỉ trong chốc lát mà thôi. Những vinh quang, danh dự của chức tước, của địa vị, của những lời khen tặng, những lần được sông hương, bây giờ có còn lại gì nữa? Tất cả là hư vô, chỉ còn lại tuổi già, sức yếu. Nếu không bám lấy Chúa, nếu không gắn chặt với Chúa, nếu không dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, mà dìm mình vào danh vọng, chức tước, địa vị, thì bây giờ cuộc sống về già về hưu quả là khốn nạn, quả là đáng buồn, đáng chán. Hình ảnh của những người mục tử âm thầm lặng lẽ cống hiến cuộc đời của mình cho giáo hội, cho tha nhân, đẹp, đẹp lắm. Có khi còn đẹp hơn những người mục tử trẻ bây giờ, chạy theo danh vọng, chức tước, địa vị, tiền bạc, rồi đánh mất chính mình, mất lý tưởng. Và càng ngày càng xa rời lòng Chúa thương xót. Hình ảnh của những người mục tử cống hiến cho đàn chiên đến hơi thở cuối cùng vẫn đẹp, ráng chiều, đẹp hơn ánh bình minh. Ráng chiều, đẹp hơn ánh bình minh. Hai mươi hai giờ tối thứ sáu, 22 tháng 4 2022, nhóm thiện nguyện Tín Thác bắt đầu khởi hành đến đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết, đem theo 500 chuỗi lòng thương xót, 400 ảnh lòng thương xót, hơn 200 cuốn sách kinh nguyện lòng thương xót, 200 radio bài giảng lòng thương xót. Cùng với mùng mền, nhu yếu phẩm, sữa, bong bóng, bánh kẹo, 220 bao thư, mỗi bao thư được 200.000 đồng. Xe lên đường vào buổi tối muộn, thành phố vẫn còn thức và làm việc khuya, xe cộ vẫn nối đuôi xuôi ngược. Như thường lệ, chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi kinh lòng thương xót, là hành trang bảo trợ chúng tôi trong mỗi chuyến công tác bác ái thực hành lòng thương xót. Dâng lên Chúa niềm vui khi được cùng nhau loan truyền lòng thương xót Chúa bằng việc thực hành lòng thương xót, việc bác ái, chia sẻ. Đặc biệt trong ngày đại lễ lòng thương xót Chúa sắp đến đây, mang tình yêu lòng thương xót ấy đến một hòn đảo xa xôi ít người biết đến, hòn đảo mang tên Phú Quý. Dâng lên Chúa mọi ước nguyện
mọi lời cầu của từng con người đang trải qua cuộc hành trình đến với Chúa, đang chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Đến bến tàu, lúc này đã 3 giờ 30 sáng, nhóm chuyển hàng xuống, lần đầu được ngắm biển đêm. Những ánh đèn chiếu xuống mặt nước long lanh, huyền ảo như lạc vào thế giới thần tiên. Chờ đến lúc được bước xuống tàu là đã 5 giờ 30 sáng. Một đêm không ngủ. Trời sáng dần, mặt trời bắt đầu mọc phía xa. Ánh sáng lóe lên từ mặt biển, ánh lên màu hồng của buổi bình minh, in trên nền trời bức tranh tuyệt đẹp mỗi ngày. Chiếc tàu lớn rẽ ngọn sóng bạc đưa chúng tôi lênh đênh trên biển. Đứng ngẩn trên boong tàu, chúng tôi say sưa ngắm nhìn mặt trời tròn sáng như chiếc đĩa bạc đang từ từ trỗi dần lên cao từ mặt biển. Cảm nhận được thân phận con người mong manh bé nhỏ trước cảnh trời biển mênh mông. Tàu đã cập bến. Cha chánh sứ đích thân cùng các anh trong ban hành giáo ra bến đón nhóm thiện nguyện tín thác. Ngài sắp xếp những chiếc xe ba gác chở hàng và xe máy chở nhóm thiện nguyện đi công tác trên đảo cho tiện lợi. 6 chiếc xe máy lăn bánh về hướng nhà thờ duy nhất ở trên đảo, nhà thờ Phú Quý. Đảo Phú Quý còn gọi là Cù Lao Thu hay Cù Lao Khoai Sứ, là một đảo nhỏ nằm ở Nam Biển Đông, diện tích tự nhiên 16 km vuông. Giáo họ biệt lập Phú Quý hiện là đứa con ở xa nhất của giáo phận Phan Thiết. Đảo hiện tại là nơi hội tụ của nhiều luồng dân di cư từ lục địa ra với đủ thành phần và sắc tộc. Đông nhất là người Kinh. 80% dân đảo theo đạo Phật. Trên hòn đảo nhỏ này có tới 5 ngôi chùa lớn và những ngôi chùa am đình nhỏ, nhưng chỉ có một ngôi nhà thờ Công giáo. Các cụ cao niên nơi đây cho biết, năm 1971, người Công giáo đầu tiên đặt chân đến đảo là bà Nguyễn Thị Hường, thường gọi là bà Long. Bà Long quê ở Đồng Hới. Chồng bà là dân gốc đảo, kết hôn với bà và gia nhập đạo Công giáo, đưa bà về đảo sinh sống. Tuy nhiên, đạo Công giáo chỉ mới phát triển trên đảo này từ năm 1990, khi cô giáo Anna Nguyễn Thị Lý tình nguyện ra đảo dạy học, mang theo gia đình, là một cựu tu sĩ của dòng Minh Thánh Giá Quy Nhơn. Cô đã gây dựng và liên kết cộng đoàn vốn rất ít ỏi anh chị em Công giáo trên đảo để nâng đỡ đức tin cho nhau trong hoàn cảnh không có linh mục coi sóc. Trên mảnh đất do gia đình cô Lý hiến tặng giáo phận, Đức cha Nicola đã cho xây cất một ngôi nhà, khánh thành năm 2000, dành cho việc sinh hoạt của cộng đoàn và giao cho cô Lý coi sóc. Từ đây, mỗi Chủ nhật, bà con giáo dân quy tụ lại, cùng nhau đọc kinh và suy tôn lời Chúa. Vì hoàn cảnh không có linh mục, cô Lý đã đem hết vốn sống và kiến thức từ những năm tháng học tập trong dòng ra để hướng dẫn giáo lý và đức tin cho anh chị em mình. Rồi khi có điều kiện, cô lại đưa họ về tòa giám mục để lãnh các bí tích khai tâm Kitô giáo.
Năm 2013, giáo xứ mới chính thức có nhà thờ đầu tiên. Giáo xứ Phú Quý có 37 gia đình với số giáo dân khoảng 131 người, chiếm tỷ lệ 0,48% trên tổng số dân của huyện. Một con số còn rất khiêm tốn. Ngôi thánh đường mới với thánh giá trên tháp chuông vươn cao, biểu hiện Thiên Chúa ở giữa dân người, sẽ là điểm quy chiếu về Chúa, để các ngư dân hướng về xin ơn bình an và được cá mỗi khi giương buồm ra khơi, và tạ ơn được trở về bình an sau một đêm lao động mệt nhọc trên biển khơi. Đến nơi, chúng tôi thấy cô giáo Lý đang kèm các em thiếu nhi học chữ. Hình ảnh những cậu bé, cô bé ngồi chăm chú trên những trang vở thật đẹp, hồn nhiên, đơn sơ trong sáng. Tuy vậy, những quả bóng hình con thỏ, con gà, Doraemon và những chiếc bánh cục kẹo cũng thu hút các em. Nhóm bắt đầu công việc của mình, chia 220 phần quà, bơm những trái bóng, chuẩn bị sẵn cho buổi tối chia sẻ sau thánh lễ. Những món quà tinh thần là chuỗi ảnh lòng Chúa thương xót, sách kinh nguyện lòng thương xót, radio bài giảng lòng Chúa thương xót. Lần này tất cả những món quà ấy được gói thành từng phần kèm theo. Tham dự thánh lễ tối thứ bảy trong ngôi nhà thờ duy nhất ở đảo xa, nhớ đến đời sống người giáo dân Công giáo nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, cả vật chất lẫn tinh thần. Nhớ đến hạnh phúc chúng tôi đang được hưởng nơi thành phố đầy đủ tiện nghi. Một so sánh khập khiễng, cảm thấy xót xa và đôi khi thấy mình có phần lỗi trong lòng. Có phần lỗi trong đó khi chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết nghĩ đến mình, gia đình, cộng đoàn ở nơi phố hội mà thiếu sự quan tâm, thiếu hiệp hành với anh chị em ở vùng sâu vùng xa, nhất là tít tắp nơi một hòn đảo xa xôi. Thánh lễ xong, nhóm chia sẻ 57 phần quà cho bà con giáo dân trong xứ. Những nét mặt hiền hòa của người dân trên đảo ánh lên nụ cười vui khi đón nhận món quà chia sẻ của lòng Chúa thương xót nhân ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Những món quà tinh thần là một bất ngờ cho họ. Họ chưa từng nhận được món quà nào như thế. Đồng lúa truyền giáo nơi đây còn hoang sơ, chưa có người cày vỡ. Những chuỗi ảnh, sách, nhất là radio bài giảng lòng Chúa thương xót, khiến họ bỡ ngỡ nhưng lại rất vui mừng. Một chị cầm cái radio bài giảng lòng thương xót trong tay, bùi ngùi tâm sự. Trước kia tôi ở thành phố, có lần được tặng cái máy như thế này. Tôi đem theo lên đây nghe, nhưng đã hư lâu rồi. Nói thật, không dám nghĩ là có người mang tận ra hòn đảo đây mà tặng cho chúng tôi. Thật bất ngờ, mà cũng hết sức vui sướng, vui mừng. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các cô chú thiện nguyện đã lặn lội từ thành phố đến hòn đảo xa xăm này, trao cho chúng tôi món quà lòng thương xót trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Ý nghĩa biết là chừng nào. Cảm ơn, cảm ơn. Mặt trời dần khuất, ánh đèn trên những con tàu bắt đầu sáng lên, chuẩn bị cho buổi ra khơi câu mực, đánh lưới hay những cuộc săn cá thu.
Để rồi mỗi sáng ghe tàu lại đầy ắp chiến lợi phẩm tươi rói. Một đêm yên lành, chúng tôi được lắng nghe tiếng sóng biển thì thầm trong đêm, ru giấc ngủ bình an trong lòng Chúa thương xót. Năm giờ sáng thức dậy, chuẩn bị 150 phần quà chia sẻ cho bà con sau thánh lễ. Lúc 7 giờ sáng Chủ nhật 24 tháng 4 2022, đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Bầu trời cao xanh với những tầng mây trong vắt, nghe tiếng sóng vỗ y ầm, hít một hơi dài đầy phổi không khí trong lành của núi, của biển, chợt thấy lòng bình yên thanh thản. Những khách du lịch cũng thích thú với việc chia sẻ món quà lòng thương xót. Họ cũng xin được nhận món quà tinh thần là ảnh, chuỗi, sách và radio bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi xin lưu lại những tấm hình với kỷ niệm đẹp của đảo phú quý này. Người dân ba xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải lũ lượt kéo đến nhận món quà lòng thương xót với nụ cười thân thiện. Lần đầu tiên có một nhóm người từ thành phố đến thăm đảo, còn mang những món quà đầy bất ngờ. Nhưng người vui mừng nhất chính là nhóm thiện nguyện Tín Thác. Cha Linh Hướng đã chỉ cho chúng tôi đi đúng đường lối, nơi cần gieo hạt giống lòng thương xót chính là đây. Thật tuyệt vời, hạt giống lòng thương xót được gieo nơi hòn đảo này trong chính ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Còn niềm vui nào lớn hơn nữa? Còn việc mừng đại lễ lòng thương xót nào khác ý nghĩa hơn nữa? Không tiệc tùng cờ quạt, chống phách rước sách linh đình, không hình thức, chỉ đậm đặc nội dung. Bài viết trên trang Facebook của giáo phận Phan Thiết như là lời động viên cho anh chị em chúng tôi. Bài viết mang tên Đến với Phú Quý. Cách thành phố Phan Thiết khoảng 110 cây số về phía đông nam là huyện đảo Phú Quý. Phú Quý là một huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Nơi đảo xa ấy có một ngôi thánh đường Công giáo ở số 94 Nguyễn Tri Phương, xã Ngũ Phụng. Kể từ ngày cộng đoàn Phú Quý nhen nhúm thành lập với vài gia đình Công giáo, hiện nay giáo xứ có 40 hộ Công giáo với 130 anh chị em giáo dân. Đa số bà con nơi đây làm biển, phụ hồ, nội trợ và số ít làm nghề buôn bán. Vì thế đời sống của đa số bà con còn nhiều thiếu thốn khó khăn. Nói đến đảo xa, người ta thường nghĩ đến những trở ngại từ môi trường chung quanh. Tuy nhiên, trong tình hiệp nhất yêu thương, lòng người không ngại núi e sông, đã có nhiều tấm lòng vàng hướng về nơi đây. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2022, vượt hơn 300 cây số, nhóm thiện nguyện Tín Thác lòng Chúa thương xót từ Sài Gòn đã đến thăm giáo xứ Phú Quý. Hành trang của nhóm là tình yêu thương đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong hai ngày, nhóm thiện nguyện Tín Thác cùng với cha quản sứ, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ Phú Quý đi thăm hỏi và trao 220 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình Công giáo ở ba xã trên đảo. Nhưng những phần quà ấy nói lên sự gắn kết tình anh em có cùng một cha là Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót. Xin chân thành cảm ơn quý cha đồng hành, quý ân nhân, quý anh chị em trong nhóm thiện nguyện Tín Thác
đã thăm hỏi, chia sẻ và động viên bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phú Quý và bà con trên huyện đảo Phú Quý. Xin Thiên Chúa là Chúa tình yêu chúc lành cho đoàn con của Ngài. Bài viết ký tên Doãn. Sự chia sẻ tình yêu thương từ lòng thương xót chẳng bao giờ đủ. Đi bất cứ nơi nào, lòng thương xót vẫn cần. Đến bất cứ nơi đâu, lòng thương xót vẫn được đón nhận. Chia sẻ xong 150 phần quà, nhóm đến thăm các gia đình có những hoàn cảnh khó khăn. Cha Chánh Sứ cùng với nhóm thiện nguyện Tín Thác di chuyển bằng những chiếc xe Honda trên những con đường gập ghềnh, len lỏi vào những con hẻm gạch đá. Điểm đặc biệt của những căn nhà trên đảo là mái nhà được lợp bằng những tấm tôn xi măng. Có những mái nhà còn kè thêm những viên gạch phòng gió bão lướt qua thổi mất. Đời sống của người dân trên đảo còn hoang sơ. Người dân nơi đây rất thân thiện, nhiệt tình. Ở họ toát lên vẻ chất phát từ bề ngoài, từ ánh mắt đến nước da ngăm đen vì cái nắng gió. Khi tiếp xúc thì luôn cởi mở, giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống. Ghé thăm căn nhà đầu tiên của ông cụ năm nay đã 90 tuổi. Dù tuổi cao nhưng ông cụ chẳng lẫn tí nào. Cha Chánh Sứ chỉ cho ông cách mở radio bài giảng lòng Chúa thương xót. Ông cười đùa nói: "Cha cứ yên tâm, mỗi ngày con nghe xong sẽ kể lại cho cha nghe." Niềm vui của ông là được nghe lời Chúa, hiểu biết về lòng Chúa thương xót. Tiếp tục rong ruổi trên con đường lòng thương xót, chúng tôi đến với gia đình của một người chị bị câm. Chỉ nói chuyện bằng những cử điệu, dù không nói được nhưng chị rất giỏi. Chăm người bố nằm liệt và nuôi hai đứa con. Anh chồng đi biển 2 tháng mới trở về thăm nhà một lần. Họ trao cho nhau ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của lòng thương xót. Vượt bao dặm đường giữa cái nắng của buổi trưa, nhóm ghé thăm 4 bà cháu. Bà ôm món quà, quà lòng thương xót, giọng kể lể: "Tôi có 2 đứa con, một trai một gái. Chúng lấy vợ lấy chồng hết. Đứa sanh 1 con, đứa sanh 2 con. Nhưng cuối cùng chúng nó bỏ nhau. Ly dị xong rồi cũng bỏ luôn con. Tôi một mình nuôi vừa cháu nội lại vừa cháu ngoại. Cũng vất vả lắm. Bữa đói bữa no, may còn có bà con chòm xóm chung quanh giúp đỡ. Có mấy cô chú đến thăm thấy cũng vui." Con đường chia sẻ vẫn tiếp tục đi trong lòng thương xót. Đến nhà, chủ nhà mở cửa đón tiếp chúng tôi là một người phụ nữ. Niềm nở, cảm động vì món quà lòng thương xót. Chồng của chị đi biển và đã bị chết trong một đêm mưa bão. Một mình chị nuôi 3 thằng con trai. Giờ đứa con trai lớn lại đòi đi biển nối gót ba nó. Chị thở dài: "Cái nghiệp nó dậy rồi. Chỉ biết cầu nguyện cho nó thôi, biết sao giờ." Thêm một quãng đường quanh co nữa, chúng tôi ghé căn nhà tình thương
Bà ngồi bệt dưới đất vì đau chân không đi được, nhưng giọng nói rất sảng khoái. Ồ, các cô cậu đạo Thiên Chúa hả? Con dâu tôi cũng đạo Thiên Chúa. Nó nói cho thằng chồng nó theo đạo. Tôi nói, ồ, đạo nào cũng tốt, do mình sống đàng hoàng là được. Tôi cho nó theo đạo luôn. Theo rồi thì ráng giữ đạo mà sống cho tốt hơn. Có đạo thì phải sống tốt hơn, đúng không các cô chú? Nghe lời bà nói như một lời nhắc nhở chúng tôi về cuộc sống đạo của chính mình để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đến bãi đá mang tên là Đá Ông Địa, mang hình thù như kiềng ba chân, chỉ thấy ở Bình Thuận. Có một câu chuyện mang màu sắc dân gian sống động. Theo người địa phương kể lại, lúc trước ở đây có một tảng đá có hình thù khá giống với ông Địa đang ngồi nhìn vào đất liền. Ông Địa giản dị với gương mặt vui tươi hỷ xả, mang lại giá trị tinh thần to lớn, là niềm tin an lành cho những cánh thuyền vượt biển ra khơi, là niềm tin xoa dịu đi mọi nỗi khó nhọc, khốn khó. Sau một thời gian sóng biển bào mòn, bãi đá ông Địa không còn nguyên vẹn, nên người dân nơi đây đã tạc lại tượng ông Địa, lập am, thắp nhang để cầu tài, cầu lộc cho buôn may bán đắt, để thể hiện tấm lòng thành kính của con người miền biển. Trong căn nhà nhỏ bé, chị kể cho nhóm phục vụ nghe, trước kia có căn nhà nhưng bị biển cuốn trôi. Giờ được cấp tạm căn nhà nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cái nệm cho bốn mẹ con nằm. Chồng đi biển vài tháng mới về một lần, mấy mẹ con phải tự xoay sở cuộc sống. Cha Chánh Xứ dẫn chúng tôi đến thăm căn nhà của cô giáo Lý Hiến Tạng, trước dùng làm nhà nguyện. Sau này có nhà thờ mới nên đã được sửa lại làm nhà trông trẻ. Hiện có ba nữ tu hội dòng Phúc Âm Sự Sống phục vụ nơi đây. Ngồi uống ly nước, gửi tặng quý sơ món quà lòng Chúa thương xót. Những radio bài giảng lòng Chúa thương xót cho các sơ nghe những lúc rảnh rỗi trên đảo hoang này. Chúng tôi lưu tấm hình để nhớ đến nhau trong tình con Chúa của lòng thương xót. Buổi trưa trên đảo, cái nắng gắt như thiêu cháy da. Ông ở trong căn nhà chưa bước vào mà hơi nóng đã phả lên. Năm nay ông đã hơn 70 tuổi. Trước còn khỏe, ông đi biển đánh bắt cá. Giờ già rồi, chỉ ở nhà lo cơm nước và chăm sóc đứa con trai bị tâm thần. Anh ngồi trong bếp bên cạnh cái lu, thỉnh thoảng lấy nước hắt lên người. Ông bảo, nó chỉ biết làm vậy cho mát, vì nhà nghèo không có tiền mua được cái quạt máy. Nóng quá. Nhà có hai anh em, người em bị tâm thần, thấy chúng tôi đến, anh vui vẻ ra nhận quà ôm vào lòng. Anh lẩm nhẩm nói, gạo này, sữa này, men này, nước mắm này. Xem ra anh rất tỉnh táo.
Nhưng khi đưa cái bao 200.000 đồng, anh vứt tất cả mọi thứ, chỉ lấy mỗi cái bao thư có tiền trong đó. Người anh cười nói nó ngơ ngẩn đấy, nhưng mà vẫn thích tiền nên mấy cô chú ạ. Có lẽ không phải chỉ mình anh ta thích tiền, mà mỗi người chúng tôi cũng thích, cũng mê tiền. Mê đến nỗi lao đầu vào tìm kiếm, đôi khi dùng mọi thủ đoạn, bất chấp lương tâm. Khi không có lòng thương xót, cái nhìn của con người chỉ có chữ tiền to nhất. Dù tỉnh táo hay tâm thần, nó vẫn khiến con người mê mẩn vì nó mà không thể xoay cái nhìn lên Chúa Giêsu lòng thương xót. Tiền vốn là một khía cạnh rất thương mại, nhưng dưới con mắt và bàn tay của người biết sử dụng, chúng đã trở thành điểm sáng. Tiền đã biến thành phương tiện truyền tải tình yêu, thành phương tiện để chia sẻ và trở thành hoa quả của lòng thương xót. Mong sao lòng xót thương tiếp tục nở hoa qua biết bao tấm lòng nhân ái, để nhờ đó những người đói khát được no đầy, những người rách rưới có được cái mặc, kẻ không nhà có chốn nương thân. Cha Chánh Sứ Đào Phú Quý, một mục tử trẻ rất năng nổ nhiệt thành, mới về đảo vài tuần nhưng đã đến thăm và động viên từng gia đình, hiểu từng hoàn cảnh. Người dân ở đây trước kia chưa có linh mục đến giúp, cho nên đời sống tinh thần còn yếu, hầu hết ở trong tình trạng rối đạo, rối hôn phối. Không một gia đình nào toàn tòng, người cha có đạo, mẹ thì không. Vợ chồng lấy nhau rồi bỏ, ly thân, ly dị, con cái chẳng ai buồn ngó ngàng đến. Ở đây chưa có một công ty nào đến thành lập, nên người dân một là đi biển đánh bắt cá, hai là đi làm phù hộ cho các công trình, một số ít buôn bán lẻ. Chủ nhật chủ không cho nghỉ, cho nên việc tham dự thánh lễ chủ nhật cũng bị bỏ qua. Người mục tử trên đảo này luôn băn khoăn tìm mọi cách để chăm lo đời sống tâm linh của bà con giáo dân nơi đây. Thường thì cứ 2 năm, bề trên cho một cha mới về phụ trách, rồi 2 năm sau lại đổi cha khác. Thời gian quá ngắn, chưa kịp người mục tử chưa kịp thích nghi đã lại ra đi, người mới đến lại bắt đầu được 2 năm lại đổi người mới. Vì thế công việc mục vụ không liên tục, không có chương trình dài hạn và không đạt kết quả, tất cả chỉ vá víu tạm thời. Vì thế cha phụ trách hiện thời sẽ xin ở lại thời gian dài hơn để công việc mục vụ được liên tục và đem lại lợi ích cho người giáo dân nhiều hơn. Người mục tử phải gắn bó sống chết với đàn chiên. Ngài nói với cả tâm tình:
Cảm ơn chuyến thăm chia sẻ món quà lòng thương xót của cha Linh Hướng và nhóm thiện nguyện Tín Thác. Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Có thể đây sẽ là một hồi chuông gióng lên cho mỗi người, nhất là những vị chủ chăn biết rằng còn rất nhiều những vùng đất tâm linh chưa được khai phá để gieo mầm lòng Chúa thương xót trong tâm hồn họ. Chia tay cha phụ trách với chút lưu luyến khi cùng cộng tác với Ngài trong chuyến công tác đặc biệt Đại lễ lòng Chúa thương xót 2022. Một hình ảnh đẹp và ấm áp về người mục tử trẻ, nhiệt thành, dám sống với chiên để biết mùi chiên. Chúng tôi trở ra bến tàu, lướt sóng về đất liền. Tạm biệt đảo Phú Quý, ước mong sau này có dịp ra sẽ thấy được bộ mặt mới hơn. Trên đường về Sài Gòn, nhóm thiện nguyện Tín Thác ghé tòa giám mục Phan Thiết thăm các cha hưu dưỡng. Không khí thoáng mát của biển có lẽ giúp các ngài được khỏe hơn. Có 3 nữ tu và 5 thầy giúp chăm sóc 12 cha già hưu ở đây. Có vị năm nay đã 100 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tướng mạo phương phi cốt cách. Có một cha hưu mà trong gia đình có 3 anh em ruột cùng là linh mục. Thật là diễm phúc, hồng ân Chúa ban. Cha Hồ Văn Thiện về hưu nhưng công việc vẫn được tiếp tục trong điều kiện cho phép. Ngài đã phổ thơ, viết sách của đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, những món quà tinh thần vô giá mà các ngài đã để lại cho đàn chiên. Các cha vui vẻ đón nhận món quà lòng thương xót. Có cha còn nói ngài vẫn theo dõi trang web tinthac.net của cha lòng và nghe những bài giảng lòng thương xót mỗi ngày. Mong rằng các nơi không chỉ giúp những món quà vật chất mà hãy để ý nhiều hơn đến đời sống tinh thần của đàn chiên. Lòng nhiệt thành yêu thương chăm lo cho đàn chiên của các ngài không vì sức khỏe của tuổi già mà bị giảm sút. Chuyến công tác bác ái mừng đại lễ lòng Chúa thương xót khép lại. Nhóm thiện nguyện lên xe ra về. Chuỗi kinh lòng thương xót đưa chúng tôi hướng cái nhìn về đấng giàu lòng thương xót, đấng đã nói với chúng ta qua chị Thánh Faustina: ta xin con hãy làm những việc thương xót và chúng phải xuất phát từ tấm lòng yêu mến ta. Con có bổn phận thi hành lòng thương xót đối với những người lân cận của mình. Ngay cả đức tin mạnh nhất cũng vô dụng nếu không có việc làm kèm theo. Những ai không thực hành việc gì cả thì kẻ ấy chẳng được ta thương xót vào ngày phán xét. Ta ban cho con 3 phương thế để sống nhân ái với người chung quanh. Thứ nhất bằng hành vi, thứ hai bằng ngôn từ, thứ ba bằng cầu nguyện. Trong 3 cấp độ này hàm chứa lòng nhân ái sung mãn và là bằng chứng cụ thể không thể nghi ngờ về tình yêu dành cho ta. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính lòng thương xót của ta. Đã hẳn, Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của ta. Nhưng vẫn còn phải có những hành vi nhân ái và ta đòi phải tôn thờ lòng thương xót của ta qua việc cử hành trọng thể ngày đại lễ ấy và tôn kính bức hình thương xót. Qua bức hình này,
ta sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về các yêu sách của lòng thương xót ta. Bởi vì dù mạnh mẽ đến mấy, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu việc làm kèm theo. Việc sùng kính lòng thương xót của Chúa phải hướng đến mục tiêu canh tân đời sống đạo đức trong giáo hội, trong tinh thần tín thác và nhân ái của Kitô giáo. Việc loan truyền lòng thương xót của Chúa cũng đòi hỏi phải có thái độ đức tin Kitô giáo, tín thác vào Chúa và thực hành lòng thương xót. Cộng đoàn lòng thương xót hôm nay cũng phải là một gia đình hợp nhất trong lòng thương xót của Chúa và rao giảng mầu nhiệm lòng thương xót bằng đời sống chiếu rải lòng nhân ái từ tâm hồn qua lời nói, việc làm và đời sống hàng ngày. Như thế, chúng ta đang làm cho lòng thương xót phục sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con nằm vào Chúa, lòng tin khao của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh. Mẫu mình con Cha đầy tấm linh hồn và thiên tính, để đem những tội tình của loài người chúng sinh, Ngài trên treo thâm hình, đem ta về dòng nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa, lòng tin thác của mỗi.